thiên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Đó, bé đó ai nuôi nè? Tùy nhiên hành pháp. Nó hỏi bé đó giờ ai nuôi cũng không trả lời luôn. Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha, cũng một câu quý vị. Mình không có hiểu được những cái câu nói nó sâu xa như thế này. Chỉ thể là chia sẻ. Lúc đó là con của mình và mình nuôi, rồi bây giờ là hai đứa đó, bé đó ở đâu? Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Lúc mà tức rồi nha, lúc mà tức rồi đó, chung là hỏi một lần hai đứa bé ở đâu là cũng tùy duyên hành pháp, mà anh YouTube này bây giờ hỏi ngược lại nữa thì tức đó. Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha, khang cổ quá vậy. Tại vì ở đây cũng có nhiều bà con, người không có hiểu được những cái câu nói nó sâu xa như thế này, chỉ có thể là chia sẻ và nói thêm về những cái vấn đề cho chúng sanh như bà con. Trời Phật thánh tiên không yêu thương hộ niệm các pháp chúng sanh thì không. Bà con có để ý đoạn này không? Nó đang nói rồi đoạn đã quên bắt đầu robot nhập vô liền. Đoạn đã quên bắt đầu robot nhập vô ba xí bà tú liền quý vị đây nè. Bà con nghe rõ nha. Cho nên vì sao mà cái tôi phải đi moi những đoạn phim này? Vì có những đó mới lột tả được cái bản chất của Ven. Chứ còn không mà để Ven vẫn là hành căn liên tục à, mà mấy ngày vừa qua bà con thấy cũng hạn chế hành căn rồi đó. Đang nói ngon lành, bắt đầu là tới đoạn đó quên. Chết cha rồi, bây giờ quên thuộc bài rồi, thôi ba xí bà tú thôi chứ giờ ai hiểu, giống như nói chuyện với Phi Thiên Ân đó. Đến đoạn là cái như ba xí bà tú rồi cái như hỏi em hiểu hiểu Phi Thiên Ân, bây giờ lỡ nghe là phải dạ thôi chứ giờ chẳng là chị nói dịch lại. Cũng quê cho nó đúng không quý vị? Tại vì ở đây cũng có nhiều bà con, nhiều người không có hiểu được những cái câu nói nó sâu xa như thế này, chỉ có thể là chia sẻ và nói thêm về những cái vấn đề cho chúng sanh như bà con. Trời Phật thánh tiên không yêu thương hộ niệm các pháp chúng sanh thì không. Ủa số trời sợ có gì hiểu cái gì? Hiểu, bà con hiểu nói gì? Tôi là nghe máy lúc đây là máy anh YouTube là đơ đầu hết, bây giờ không biết chị Ven nói gì. Mà mình đã không biết rồi, mình đã đi hỏi chị Ven rồi mà gặp chị Ven thế này nó thua. Cái như không biết là truyền pháp sao lại cho hàng xóm đây. Chị Ven đang nói ngon lành nên lúc chị Ven không thuộc bài ấy, là chị Ven ba xí ba tú liền à. Đấy, một là cái như nói cái kiểu mà cái như là không ai dịch được. Đấy, thứ hai nữa là tùy duyên hành pháp, thứ ba nữa là cái như là thiếu chủ cái như là vị tha đấy đó, cái câu đó đó. Chẳng lẽ bây giờ nó xin vị tha mà chẳng theo hỏi nó biết sao được, cũng phải tha cho nó thôi chứ đúng không vậy? Cho tất cả cái này đấy, nếu mà bà con chịu khó mà xem những thước phim mà từ Ven mà dàn dựng từ Ven mà đưa ra đó, xem đi xem lại một lần quý vị không đập ra điểm yếu, lần thứ hai quý vị đập ra hà ra hết. Nó đâu có cái gì cao siêu đâu, riêng con bé Ven này đó, nó không có cái gì mà cao siêu để qua mặt chúng ta hết đó. Mà để những ngày vừa qua trời ơi, bây giờ nhiều mạnh thường quân mà cái như vẫn là xuyết xoa, mỗi lần mà cái như tôi thấy số điện thoại lạ tôi sợ lắm quá vậy. Cứ điện qua là ông nậu, bắt đầu cái như là nói một tăng, bắt đầu mình giải thích mà không biết tôi giải thích có hiểu không, cấp mấy cái rập những tin chữ chó liền. Vừa qua ông nậu xong mà mình giải thích cho xong rồi bắt đầu là cái như cách mấy cái rập những tin là đồ chó, tôi nói trời ơi, mới lên vừa ông nậu là xuống chó liền, kỳ gặp nhiều lắm đấy, gặp liên tục. Một ngày là chị ngồi thiền bao nhiêu lần chị Ven? Đây cũng là tùy duyên hành pháp thôi quý vị. Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Đấy, đây thêm câu đấy nha. Mấy bữa trước là tùy duyên thôi. Đấy, bây giờ là tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Đấy.
Mấy bữa trước là có một câu là hỏi hỏi không trả lời được là tùy duyên, mà hôm nay đó là thêm được câu là tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Nhân viên này cũng mệt ra đôi, đơn giản quá vậy, cũng không không ấy đâu, cũng mệt mỏi chứ. Đấy là tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Nó nói còn đó, như bà con có hỏi nữa không? Không hỏi được. Nó nói còn đó, bà con không thể hỏi được. Từng phòng lúc mà trước khi đi vào Campuchia, trước ngày đó là quen có về nhà, quen có kêu mình lập chuyện vợ chồng. Xin tiền, điện thoại lại nói bây giờ anh khổ quá cho anh tiền làm vốn. Thì mình nghĩ là cái tình cũng có một đứa con, thì mình cho tiền để mình trả ơn lại. Có một đứa con cho tiền trả ơn lại. Trời ơi, tình nghĩa vợ chồng mà ven dùng tiền để trả ơn lại quý vị. Tình nghĩa vợ chồng là ven chỉ dùng tiền trả ơn lại thôi. Cho nên rất rõ ràng cái bản chất là gọi là cái tham phú phụ bằng. Đây là cái bản chất của ven đó. Mà cái bản chất là cái như là ngay từ lúc mà cái vấn đề mà anh em gặp từ một cô bé lọ lem mà sau một thời gian biến thành con thiên nga thì bà con hiểu đâu. Thì chứng tỏ cái mức độ mà đầu tư tiền bạc vô mà để mà cái như là từ một cô bé mà cái như là lọ lem mà biến thành thiên nga biết bao nhiêu tiền. Đấy, điện thoại iPhone 14, giày cao gót, đấy, áo quần hàng hiệu. Đó, là trước là còn cái như là đầu đậu trần, chân đạp đất, mà bây giờ đầu là cái như nó đổi cái chi quá vậy. Còn chân mang toàn giày cao dép, toàn cái giày bê tít không? rất ma mị vấn đề này. Thì xin các mạnh thường quân tha thứ cho con, xin các mạnh thường quân tha thứ lỗi cho con. Có lỗi gì mà tha? Khi nó phạm vô cái giới điều của là đạo Phật mà nó lại xin mạnh thường quân tha thứ, có gì nó sợ mạnh thường quân bỏ chạy. Nó sợ mạnh thường quân bỏ chạy, nó phạm vào vấn đề dâm dục nè, bắt đầu nó quỳ nó lạy mạnh thường quân phải tha thứ cho nó. Đó là con thấy nè. Con có lỗi gì mà tha? Tại vì con phạm tội dâm dục, con phạm tội dâm dục. Là con thấy nó sợ mạnh thường quân bỏ chạy, nó xin mỗi mạnh thường quân thâu. Đấy, mà mạnh thường quân đâu có trách chuyện đấy. Đấy, nó đang làm sai với cái đạo pháp. Đấy, chứ mạnh thường quân không liên quan đến chuyện đó cả. Mạnh thường quân nào bây giờ nó thật sự cái mê nó quá thì cái như là chết thôi, chứ giống như là cái chuyện mà Túng nói rồi đó, giờ ai ngu chết thôi, chứ Túng lên cảnh báo đâu, mà ai gửi tiền cho ven là ngu là chết thôi. Đấy, chứ mạnh thường quân bây giờ họ lỡ gửi tiền rồi, họ không cần thiết để đó. Mà quý vị sao nó xin lỗi mạnh thường quân, nó sợ mạnh thường quân bỏ chạy. Đấy, nó sợ mạnh thường quân bỏ chạy, cho nên là bây giờ cái như là con xin mạnh thường quân bỏ qua tội cho con. Đấy, vì con phạm tội dâm dục. Đấy, tại vì con phạm tội dâm dục, con phạm tội dâm dục. Có nha quý vị, những cái đó là có hết đấy, chứ không phải không có đâu. Đấy, lúc có tiền là ven là cái như là disco nhảy lia lịa. Đấy, tiền mạnh thường quân quý vị là gửi tiền sai chỗ rồi. Đấy, lúc có tiền đó hành kinh, thấy quý vị thấy quen hành kinh ghê, toàn những thước phim là cái như là tự sướng. Đấy, mà cũng chính từ những vấn đề tự sướng đó bây giờ mới là khổ đó, giờ mới khổ đó, nó mới lộ ra được bản chất vấn đề. Bà con cho Lan Thang Sài Gòn xin một like nhé, chào tất cả các bà con nha. Đây này, cũng có một số anh em mà nó đi ra đường cũng phải là che dù che đồ cho nó, quý vị thấy nó bi a cỡ ri, đi ba cỡ ri thì cái mạnh quân không chết mới lạ, cái mạnh quân chết chuyện bình thường đó. Đi ra đường phải có người che dù đi, là cái như tôi nói cái
dáng đi đây mà cái ai nghĩ là dáng đi của Phật mà lại bi a lên, trời ơi, chị Wendy một dáng đi là cả như như là vị Phật. Phật đâu phải đi kiểu đó. Ăn cơm cũng phải hành canh. Đấy, ăn cơm cũng phải hành canh đấy. Đây này. Ăn cơm mà phải hành canh, nước mắt chảy dài. Tại sao cho con xuống đây khổ quá? Đấy, bà con thấy đi. Chết là chết đây nè, Mạnh Thường Quân chết là chết ở những điểm này. Đấy. Thấy nó tội quá, người ta gửi tiền mà không có cái sự kiểm soát. Đấy. Mà cũng chính từ vấn đề này, một số người mà mê muội đấy, nó là bây giờ cái nó bị căng hành khổ quá cho nên là cái nhảy vô binh dịch. Mà không biết đây là một trong những cái chiêu trò có cái sự dàn dựng để mà cái như bia, để mà cái như là lên xe nó lên để mà gây cái sự thương xót cho người khác. Đó. Người ta đi. Căng nào mà ăn như pháp đó quý vị. Quý vị thấy căng nào mà ăn không? Đó. Nếu mà căng nhập vô là người ta ăn khác chứ phải ăn đồ cơm đâu quý vị. Căng mà ăn cơm mà ăn mà cái mà nhai cho nhuyễn luôn thế này mà căng gì? Căng gì đây mà lạ đi. Căng gì mà cái nhai cơm mà cái như cơm mà cái như đám nó căng vô là cơm phải nuốt trọng nguyên cả chén chứ là bây giờ chứ là ăn thế này nhai từng muỗng muỗng thế này. Có những cái ma mị mà nhiều người thật sự ra là họ không nhìn ra vấn đề đó quý vị. Chung là một mình em Wendy là cái như cả chục anh YouTube đi theo. Đó. Mà lúc mà cái như là đụng chuyện á thì không anh nào dám mà can đảm đứng ra mà nói cái sự thật vấn đề để cho còn người ta còn nhiều người mê muội. Đó. Mà đứng kêu gọi từ thiện đó mà bây giờ vẫn sợ là cái như có những cái nó ma mị quá trời quá đất. Video nội dung của trường đăng lên thật sự là chỉ là thấy một cái gì đó rất là ly kỳ và hay thì trường đăng lên thôi, chứ ngoài ra trường không phải là tuyên truyền mê tín gì đâu, mà không phải là kêu gọi từ thiện để giúp đỡ cái gì ngoài đó. Thật sự là ai thương cho gì thì cho chị bé thì chị bé nhận cái đó. Cái này quý vị có thấy là kêu gọi đây ban chắc là một trong những câu từ kêu gọi trá hình, chứ tại sao không kêu gọi? Cái này ai nghĩ là không kêu gọi, tôi nghĩ thật sự là ở đây là mình chỉ biết ghi hình và đăng lên thôi. Còn quý cô chú anh chị mà có thương yêu thì gửi quà, thì gửi qua trường thì trường cũng trao lại cho chị bé là sao đấy. Nó không kêu gọi, nhưng mà ai mà thương yêu chị Ven á, gửi quà thì nó nhận, nó trao lại cho chị Ven thôi, chứ nó đâu kêu gọi đâu quý vị. Mày không kêu gọi thì mày đừng có nhận tiền, khổ thế. Cái câu này tôi nói muôn thuở, tôi nói từ đầu cái như là cái câu chuyện mà liên quan đến mảng thiện nguyện cho tới bây giờ, đã nói là không kêu gọi từ thiện á, thì người ta gửi tiền đừng có nhận đó. Mà nhận chứng tỏ mình nhận là mình cũng có cái lòng kêu gọi cho người ta. Thì tôi hỏi ngược lại vấn đề, bây giờ kêu gọi ra cái sự xác minh hay chưa? Đó, cái chuyện nó kêu gọi cái sự xác minh hay chưa? Cho bây giờ qua cái sự việc của Ven này đó là bà con đang mất niềm tin rất nhiều. Đó. Thì những người nghèo họ sẽ khổ thôi. Những người cần sự cứu mang giúp đỡ thật sự phải khổ thôi. Ai đâu tin nữa mà gửi tiền gì, nhiều lúc mà quay một trường hợp đúng đi thì đưa lên đó người ta vẫn có một cái sự nghi ngại. Trời, thấy cái trường hợp của con Ven là tôi sợ lắm rồi. Rồi thấy trường hợp của là cái như là Huỳnh Văn Đợi Sóc Trăng càng sợ hơn. Đấy, bây giờ cái mượn vô cái Phật Pháp rồi đi phổ độ chúng sanh mà tôi thấy không có phổ độ được ai hết. Mà tiền Mạnh Thường Quân là nhận ào ào đó, rồi cái tiền mất tật mang, niềm tin là càng mất theo. Đấy, rồi người nghèo lại khổ. Bây giờ có rất nhiều hoàn cảnh khổ đó, bây giờ cái như là không chịu đi quay. Toàn đi quay những người nào mà chịu khó đó. Chịu khó trở thành một diễn viên bất đắc dĩ thì những kênh YouTube sướng lắm quý vị. Chỉ cần bây giờ ai mà chịu khó diễn là mấy YouTube sướng lắm. Đôi bên cùng có lợi. Còn những người họ đau yếu thật sự thì nó cũng không có nở mà nó cách của người ta đâu. Nè. Nên tất cả những vấn đề này là nó mang chất lệnh nói cộn. Nói cộn mấy năm nay rồi, phải mới đây. Nhiều lắm, tôi gặp nhiều kênh YouTube lắm, cũng tai to mặt bự không chứ mà cái như làm ăn như cái như là mèo mửa đó.
mà lên tiếng rồi bắt đầu chơi kiểu bài đàn. Đó, khi tôi lên tiếng rồi chơi kiểu là bài đàn, chơi kiểu solo đó. Đó, nhưng tôi đâu có ngán đâu quý vị, cứ chơi gì chơi nấy, tính tôi chơi trước giờ chơi không chạy. Đó, chơi đã chơi là chơi không chạy. Đó, mà những vấn đề đó nó phải rõ ràng chứ không phải mình dựng chuyện lên hay không phải là mình kiểu như đi thế này, cũng chính những người trong cuộc họ khai luôn. Đó, chứ đâu phải là mình kiểu như đi kiếm chuyện. Trên ven có những câu từ là xin thưa quý vị nó vô cùng ở những phản cảm. Cái câu nào vậy? Cái câu nãy à? Câu nãy là cháu, còn con mã là cái. Chắc mấy đoạn này bà con, các bà con nghe rồi, các bà con chưa nghe. Con sợ cô quá, cô con không ngờ con vậy luôn á, sau này con không chơi với cô nữa đâu. Tại sao tôi nói Ven mà Ven không tỉnh thì tôi phải dùng biện pháp mạnh với Ven chứ sao? Tôi kêu Ven buông trường ra. Giờ con không có tỉnh con hơn trời, giờ con đừng có ăn căng thì con mới trời, nó để con từ xử lý. Con không ngờ cô là người như vậy, nói chuyện mà không có nghiêm chỉnh, cô đăng lên này kia nọ. Tôi chỉ muốn Ven rời xa trường thì tôi mới cứu Ven được, còn Ven cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ buông trường, buông Ven ra và để cho luật nhân quả sẽ trả lời với Ven. Vậy bây giờ con hôm nay con không muốn dính dáng như con nữa, con làm gì kỳ quá à. Cái này là duyên nghiệp của con, để con tự trả tự nhiên. Cái cô đăng lên như vậy, cô có phải là cô đăng cô nhỏ con không? Cái này có duyên nghiệp của chị, tự đang ở với chồng mà gặp cái như là những anh trẻ trẻ hơn, cái cơ bắp tốt hơn, bỏ chồng đi theo người khác mà gọi là duyên nghiệp. Cái này đâu phải duyên nghiệp, cái này gọi là bạc bẽo đấy, cái này gọi là cái như gọi là đi ngoại tình đó, chứ không có duyên nghiệp. Duyên nghiệp khi nào cách duyên với chồng, cách duyên với Tuấn nào đấy, là cái như gọi là duyên nghiệp, gặp trường gọi là duyên với nghiệp. Thế còn cái này đang sống với chồng trước khi đi Campuchia vẫn là anh ngủ với chồng, mà bây giờ cái như có tí tiền đẩy thằng chồng đi ra đường rồi mà cái như duyên nghiệp đâu ra. Đấy, quý vị thấy một người như thế mà canh đâu nhập vô, dám không? Dám nhập vô không? Không canh nào dám nhập vô quý vị. Cái này gọi là duyên nghiệp. Quý vị thấy không? Có những cái mà cái nó đang đi tạo nghiệp mà nó bảo là duyên nghiệp của nó. Con cái đi vứt bừa vứt bộn cho những cái cơ sở mà cái như là nuôi dạy trẻ, mà lại đi là cái như là đi ma mị cộng đồng, là đi làm từ thiện, đi làm cái thế này khác. Nhiều cái tôi thấy là nó tầm phèo, nó không đúng. Bồ Tát xuống đây là để cứu độ chúng sanh, chứ không phải xuống đây là để không phải xuống đây là để đam mê ái dục, hiểu không? Bây giờ con nhớ con tức tức đây, bây giờ con từ đây vì con vô đường hồng mà lừa gạt con nữa, con chặn hết Zalo của con rồi, con không ngờ con là người như vậy, con sẽ chặn hết số của con luôn, không có còn liên quan với con nữa, con đừng có can thiệp vô chuyện của con. Đang yêu anh Trường thiệt sướng mà tự nhiên tôi tối hành canh mà cô chơi kỳ, cô chơi gì đâu, cô chơi sen vô giữa kỳ, đúng không vậy? Đang tới anh Trường tối hành canh thiệt sướng, tự nhiên là bây giờ cái như là cô sen vô làm chi? Đó. Không mà cô là người tu hành mà cô làm vậy á. Quyền Linh đâu có lừa gạt Ven đâu. Quyền Linh nói là Ven sẽ buông Trường ra, cắt đứt với Trường, thì Quyền Linh sẽ dẫn Ven về Ấn Độ để cho Ven rửa đi tội lỗi của Ven. Con không về, nó Ấn Độ về luôn. Không có gì sao của con không có cho về nữa. Bây giờ vì sao biết hết chuyện này, vì sao nó không muốn cho con về Ấn Độ, không muốn đi xa, không có nhận tiền gì nữa. Bây giờ là lo tu ở nhà con tu, con không đi đâu hết nữa. Còn chị cái này là không nhận tiền nữa nha, không nhận tiền gì nữa. Đấy, nói gì xấu là không nhận tiền nữa. Mà tí nữa tôi cho quý vị nghe cái đoạn ghi âm kia, có một số bà con nghe rồi nhưng có một số bà con chưa nghe. Đã nghe rồi để mà cái như là hiểu xem để con này nó ma mị như thế nào. Con với Trường là tùy duyên đi, con đừng có làm như vậy. Xây nhà xong rồi Ven với Trường ở trong đó là tu hả? Hai người tự tu hả? Dạ hai người tự tu, rồi con muốn gì thì con xuống đây chứ con làm chuyện gì kỳ vậy. Để xong rồi mai mốt đẻ ra thằng Tiểu rồi tu chung luôn hả? Đâu có con ăn buồn trứng rồi đâu có đẻ đâu. Có nha, cái đó có nha, chứ không phải là làm thằng Sài Gòn mà nói xuống nghe quý vị. Đó, xây nhà xong rồi nói với Trường là cái như vô đấy là tự tu đó,
tự tu là sợ các chú tiểu ra đời là cái như bây giờ nó thích buồn trứng rồi đó, buồn trứng nó bây giờ là xem không còn tác dụng rồi, chỉ hành canh thôi đó. Bây giờ cái quan trọng nhất là nó phải hành canh như anh Trường ở tại căn nhà mạnh quân xây cho đó đó, rõ rõ ràng ràng nó có cái chủ đích rồi, cho nên cái buồn trứng của nó còn thách lại thì bà con nghĩ là cái gì nó không làm được đấy. Rõ ràng cái này quý vị, nó đã có tính toán trước rồi. Quyền Linh đâu có lừa gạt Ven đâu. Quyền Linh nói là Ven sẽ buông Trường ra, cắt đứt với Trường, thì Quyền Linh sẽ dẫn Ven về Ấn Độ để cho Ven rửa đi tội lỗi của Ven. Con không về, nó Ấn Độ về luôn. Không có gì sao, của con không có cho về nó. Bây giờ vì sao biến thành chuyện này, vì sao nó không muốn cho con về Ấn Độ, không muốn đi xa, không có nhận tiền gì nữa. Bây giờ là lo tu, ở nhà con tu, con không đi đâu hết nữa. Còn chị con với Trường là tùy duyên đi, con đừng có làm như vậy. Xây nhà xong rồi Ven với Trường ở trong đó là tu hả? Hai người tự tu hả? Dạ, hai người tự tu rồi, tôi muốn gì thì cô xuống đây chứ cô làm gì, chuyện gì kỳ vậy? Rồi xong rồi mai mốt đẻ ra thằng tiểu rồi tu chung luôn hả? Đâu có băng thắt buồn trứng rồi, đâu có đẻ đâu. Nam mô Di Đà Phật. Nè, bây giờ á, Quyền Linh rất là tha thiết muốn cứu Ven nha. Quyền Linh chỉ muốn Ven dứt cái ái dục ra rồi tiếp tục tu thôi. Dứt cái ái dục ra là dứt thằng Trường ra, cắt đứt với nó là xong. Quyền Linh sẽ không bao giờ đụng cái chuyện của Ven, không bao giờ nói tới Trường nữa. Bây giờ con nói với cô là đừng hòng mà con nhắn tin Zalo với cô hay là nói chuyện với cô. Con đã nhẫn nhục cô đó, cô tham sân si với con mà con không có nói cái gì hết. Cô làm gì con hết có lòng tin với cô rồi. Vài bữa nữa Quyền Linh xuống thăm Ven nha, đi với BC84. Thì bây giờ cô đừng có làm cái chuyện đó nữa. Làm cái gì? Quyền Linh đâu có làm gì đâu. Quyền Linh đâu có làm cái gì đâu. Hôm qua Ven lên đồng lên bóng cái gì ở dưới vậy, cúng kiếm cái gì vậy, kêu tôi đừng có quậy. Nhưng mà mấy người có dừng lại không? Mấy người vẫn lên đồng lên bóng, mấy người lên căng, mấy người điển gì tùm lên cái la phá kiến chúng sanh vậy. Hay là cô yêu con rồi cô làm gì kỳ vậy? Trước cô vậy ha, có cái chi đó đó cũng được quá vậy. Hành canh này phải chung với tu, phải chung với anh Trường tu mới được đấy. Rồi sợ các con phải đi cắt buồng trứng, rồi thấy sư cô này có những cái động tác mạnh tay ấy, thì nó quay ngược lại nó hay là sư cô yêu con rồi, nên sư cô mới thế này là khác. Thì chào tất cả các bà con đang theo dõi buổi livestream tối nay nghe. Để cho Lan Thanh Sài Gòn xin một like nha quý vị ha. Ôi Nam Mô Di Đà Phật à, vô minh quá. Chứ tự nhiên cái cô là đàn bà mà cô lựa cho con thiệp của người ta. Hay là trước trước cô là chưa tâm. Bây giờ á, bây giờ Ven con gái nhưng mà cô làm gì kỳ quá à, kỳ quá à. Tôi không có làm gì kỳ hết trơn á, Ven vẫn đam mê ái dục con yêu thằng Trường đúng không? Trả lời đi. Thì con yêu Trường. Mà... Rồi bây giờ suốt cuộc đời là cùng với Trường đồng hành đến khi mà răng long đầu bạc đúng không? Đúng, dạ đúng, con sẽ cùng Trường đồng hành. Con không bỏ Trường, con đừng có hại con nữa. Nếu không con tự giận chết đó. Cái gì? Không, cái gì không? Tình yêu ghê. Tình yêu của Ven với Trường là cái như nó ghê lắm quý vị ơi. Bây giờ mà cái như cô mà cái như không cho con đến với Trường là con tự giận con chết ha. Con không sống nổi đâu. Con phải có anh Trường. Bây giờ là anh Trường là tất cả của con. Đó, bây giờ đó quý vị. Tôi nói bây giờ dính vô cái bùa đây nó còn đập hơn cả cái bùa miên đấy quý vị. Vô cái bùa yêu nó đập hơn cái bùa miên. Đấy, nhưng mà dính vô rồi, bây giờ dính vô Trường rồi. Bây giờ con phải tới với anh Trường, xây nhà xong con anh Trường tu. Đó, con cắt buồn trứng rồi. Đó, quý vị. Tôi nghe mấy đoạn thằng não nè cho Ven, thật sự não nè cho Ven không hiểu luôn. Có suốt cuộc đời là cùng với Trường đồng hành đến khi mà răng long đầu bạc đúng không? Đúng, dạ đúng, con sẽ cùng Trường đồng hành. Con không bỏ Trường, con đừng có hại con nữa. Nếu không con tự giận chết đó. Cái gì? Nếu không con tự giận con chết đó. Trời. Con tự giận chết là con sẽ bị đọa địa ngục đó. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2022 mà khùng tới như vậy sao? Con sẽ yêu Trường giống như là một vị Phật. Con không có biết, con không bỏ Trường, Trường không bỏ con. Không có phải nào mà làm đạo trong. Người ta yêu Trường như một vị Phật. Trời ơi, yêu Trường như một vị Phật mà tối ngủ chung. Một đêm làm ba nháy. Quý vị thấy cái con này nó tào lao không? Đó. Thân ô quế xác thịt nam nữ đụng chạm với nhau hết trơn á, Phật đi hết rồi. Tôi nói cho Ven biết luôn, điển cũng rút lại hết rồi, căn cũng mất luôn rồi, Phật cũng bay mất tiêu rồi, không ai ngự cho người Ven đâu. Ven đừng có lừa chúng sanh nữa.
Con không ngờ cô là người như vậy. Con lừa chúng sanh, con có xin tiền chúng sanh chưa mà cô nói con lừa, cô kỳ hữu, cô thân chi. Quý vị thấy không? Quý vị, nó nói câu đó mà quý vị tin nổi không? Nó nói không xin tiền của chúng sanh, không xin tiền của chúng sanh mà lập ra cái kế hoạch để cho kể như là phi thức ăn với là bù nhàn để mà kêu gọi xây cho nó một cái tịnh thất để nó tu. Đấy, để nó cái như nó ma mị quý vị. Đấy, chỉ có những cái mà tôi nói thật sự chỉ nghe cái này rồi nghe cái kia, thấy con này là cái gì nó nói câu trước nó đá câu sau, nó câu sau nó nhai lại cái nút trọng hơn câu trước luôn. Đấy, nó đang cái như lập mưu để cho Bùi Thanh Nhàn với là cái như là Phi Thiên Ân là bắt tay với nhau để mà cái như là xây dựng cho nó một cái tịnh thất. Đấy, để nó tu. Mà bây giờ sư cô nói đây là con chưa lường gạt chúng sanh, con chưa xin tiền chúng sanh. Nó đâu có xin đâu. Cứ quay lên YouTube, quay lên là người ta thấy, người ta cho tiền, nó nhận, nó đâu có xin cái gì. Chứ nó nói bây giờ tiền là gửi vô tài khoản, chứ là chuyển thẳng vô trong cái những cái clip là nó không có chịu. Đó, bây giờ cái như chuyển thẳng mấy cái clip là sợ cái công an bắt. Đấy, hành kênh của con Ven đấy, tôi nghĩ chắc bà con nào cũng thấy, nghe đây cũng não nề đúng không? Mạnh không biết trong này có Mạnh Thường Quân nào mà theo dõi cái buổi live stream này không ta? Ven lấy rất là nhiều tiền của chúng ta, mà tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Ven xài một cách không thương tiếc. Ven mua quần áo, hôm bữa Ven mới nhớ Ven đi về nhà trọ, Ven mua quần áo, Ven nói là Ven mua quần áo để Ven đi diễn không? Có nhớ cái câu đó nói với tôi cái đêm mà chuẩn bị đi Vũng Tàu không? Thật ra ông mày rồi có giờ lộ ra hết là chứng tỏ sư cô có nói thật chứ không phải là nói giả đâu quý vị. Có cái thước phim tôi đang ở cái kênh Công Tâm ấy, là kể như là nó sách đồ mà nó sách kể như toàn đồ hiệu không mà nó sách quần cả tay đấy quý vị. Để xíu tôi lục lại cái đó cho bà con xem. Đấy, nó mua toàn đồ hiệu không mà lúc đó là sư cô chỉ nói không mà chưa đưa cái những cái clip ra, nên bà con cứ nghĩ là cái sự đó mơ hồ là nói bà này cái như là chắc là bà cũng thế này thế khác. Chứ thật sự là những cái đó là tôi xác nhận là những cái đó là sư cô nói đúng chứ không sai. Nó có lừa gạt chúng sanh là có, lừa gạt bà con Mạnh Thường Quân là có, mà nó gọi là chúng sanh đấy quý vị. Cái thứ hai nữa đó, tất cả cái đồ hiệu của nó là nó mua là có đấy, chứ không phải không có. Tí nữa tôi sẽ cho bà con nào chưa xem cái đó, chưa tiếp cận đó, tôi gửi cho bà con xem cái đó. Cô đòi giữ tiền con sao cô không nói đây tại sao cô bất quyền thì nữa. Cô đòi giữ tiền con á, có tiền Mạnh Thường Quân cho đây để cô giữ cho cô cấp cho rồi, thì ông okay, okay. Nói vậy. cũng nhờ đây nè bà con nghe cái xem lại cái đoạn clip mà nó đi ấy nè, nó mua toàn đồ hiệu không quý vị. Chưa mà chưa mua nhà ở quận nhất được thì dễ chi mà Ven cái như dừng được. Ven phải mua nhà quận nhất. Đây tất cả cái đồ của Ven mua này quý vị. Mua đồ đã quay đi quay phim đó quý vị. Di Đà Phật dạ. Con gần tới rồi nha. Hôm nay đi chị Ven muốn đi cứu chúng sanh đó. Đi cứu chúng sanh theo cái sự khẩn cầu của chúng sanh đó. Thấy chưa quý bà con? Ủa, chị chưa có căn cứ công dân hả? Có thằng này. Chưa không cứ. Trời ơi, đẹp ghê. Ai đi đồng học, chị ơi, chị bây giờ cắt được rồi đó, nhanh đi. Nhanh. Cô
không quay đâu quay mua đồ chi mà dữ vậy hả? Chị Ven ơi, chị Ven mua đồ nhiều quá vậy. Đây ban đêm, chỗ đây là ban đêm cho nên là hình ảnh nó cũng không được rõ đâu. Nhưng lên nè, bây giờ mình cắt nó được rồi đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dạ con.